Hello, xin chào các bạn đến với kênh Phúc Phan TV. Vâng, các bạn ơi, ngày hôm nay Phúc sẽ đi lăng một căn nhà ở đằng sau lưng của Phúc. Đây là căn nhà này là Phúc lăng bằng những cái chất liệu là của bên Phúc, gọi là từ sơn lót đến sơn màu pha chế. Dạ, xin chào cả nhà. Ở trong này là em đang đổ vào là 5 lít nước cả nhà. Em cho là hai gốc keo ATM nha. Đây. Hai gốc keo ATM đây cả nhà. Đó. Hai gốc keo ATM. Xong em bỏ vô em pha. 5 lít nước, hai gốc keo ATM. Và 6 kg xi măng trắng. Đó. Để em tiếp tục vào em lăn ở bên trong. Dạ, bỏ keo vô xong là em quậy nghe cả nhà. Em đánh cho nó đều lên đã. Đây nè. Quấn cho nó đều lên đã. Dạ, sau khi là em bỏ vào cả nhà, nó tương đương 6 kg xi măng đổ vào 6 kg xi măng trắng nha. Đây rồi. Đấy. Thấy không? Đó. Rồi, chắp đây, rồi ok. Đó, rồi sẽ ra một cái thùng hơi lỏng cả nhà. Rồi cho. Rồi, ok. Rồi, ra một cái thùng hỗn hợp. Rồi đem vô lăng luôn, đem vô lăng luôn. Rồi. Đó. Rồi các bạn thấy không? Ra nó sệt sệt lên vậy đó cả nhà. Rồi lăn đi, lăn đi, lăn lên qua luôn. Đây là hình ảnh thức thiết thực ở công trình mình đang làm. Thì mình quay trực tiếp để cho anh em xem, để cho anh em hiểu được là cái cách làm của mình là nó thực tế, nó đi vào lòng người dân, nó đi thẳng vào những ai làm thực tế ở trên công trình, chứ mình không có làm hướng dẫn cả nhà. Ví dụ mình làm cái clip mình làm hướng dẫn thì nó không có thực tế. Để sau khi mình làm xong cái nhà này là mình sẽ up clip lên cho anh em xem. Cứ đẩy lên múc cỡ hết đi em. Em đẩy lên đụng tôi luôn nha. Mấy cái đó đẩy hết cỡ lên luôn nha. Lót cho nó kín cho người ta. Nhưng bên kia là còn sót nha cả nhà. Là tí xíu nữa mình nói anh em là nó làm kín lại luôn cả nhà. Đó, thấy không? Đẩy làm luôn cho người ta cho nó ngon lành. Anh em đó, khi mà trải con rulo ra thì cứ trải đó. Đó, trải đẩy. Người ta đặt từ dưới nha cả nhà, đặt chính giữa người ta đẩy lên ha. Đó. Rồi. Đây là hình ảnh mình đang lăn nước một, và tí xíu nữa mình lăn bên trong thì các bạn cùng theo mình xem. Dạ, xin chào các bạn. Thì ở đây là cái hình ảnh mình đã lăn xong nước một cả nhà này. Đó. Mình để lăn xong nước một. Thì cái này thì nếu mà các bạn để cho nó khô á, nó trắng hết á, các bạn lăn nước 2 thì nó là ok hơn. Nhưng ngày hôm nay là mới vừa lăn xong thì mình làm cho các bạn xem quay qua cái này, đây là từ nước 1. Đó. Rồi anh em ơi, tại sao á mà nhiều anh em nói trên kênh của mình á thì sau khi lăn lên nó không trắng cả nhà, nó không lên được, không lên được màu nha. Thì ngày hôm nay mình làm hai lớp lót đó, mình những cái mình pha rồi đó các bạn, mình nói chị rồi làm lên hai lớp lót. Các bạn có thể là làm cái này là các bạn sử dụng luôn, không cần làm sơn màu luôn cũng được đó. Các bạn mặc ở bình thường này cả nhà. Là đây. Đây các bạn. Lớp rồi, tiếp tục làm tiếp các bạn. Ra này ra luôn anh ơi. Anh ơi, ra này làm thứ hai luôn anh. Là những miếng thế này đó. À, ấy là ra làm tóc hành luôn để cho bà con thấy luôn. Để đó, hết luôn luôn đó ra đây. Đây các bạn. Đây là hình ảnh làm thứ hai ha. Anh đây bà già thì cứ từ từ làm thôi nha. Còn nói chung mình quen cái tay rồi thì mình làm nó lại hơn các bạn rồi ha. Các bạn để sát cái lua vào quét trong này, không cần quét cọ này cả nhà, thấy không?
đây này, rồi mình hướng dẫn các bạn luôn này, ép sát vô ha, rồi bỏ luôn con rulo qua bên này lại làm liền ngay chỗ này nha cả nhà. Rồi đây các bạn thấy không, nên anh em cố gắng mình nói là làm con rulo mình phải tận dụng lấy nó nha cả nhà. Còn ngay chỗ này hồi nãy giờ em trải sơn lên nha cả nhà này, giờ bắt đầu là em đi nhút lại. Đây là còn những cái đường mí nữa cả nhà đó. À. Đấy các bạn, thấy không? Rồi, xong. Coi như vậy là xong một bức tường. Rồi, xin chào cả nhà. Nghe em hướng dẫn á, đây là con rulo hồi nãy giờ em lăn rồi nó khô rồi các nhà, thì anh chị em mình này đó để qua bên này, tại vì anh chị em mình cứ để con rulo cho thật là khô nha, tại lăn sân anh em cứ để nhẹ tay giúp đi nha cả nhà, giúp vậy nè, mình giúp cho nó không còn mí á, đó nó không còn mí nào hết thì bữa sau nó rất là đều. Rồi anh em xong tiếp tục quét ở đây. Rồi anh em quét ha, quét tới quét lui, quét qua quét lại ha. Rồi xong tiếp tục anh em dùng một miếng dẻ, miếng dẻ này là mình đã dính nước rồi nghe cả nhà nha, kéo cái quạt nha, đưa cho cái quạt góc khác nè, đưa cho nó camera đó, nó đi nhiều bắp để cho bà con xem. Rồi ok xong, như vậy là mình đã lăn xong đó các bạn. Đây vệ sinh luôn nha cả nhà, gạch nè vệ sinh luôn nha, chứ để nó khô là chết luôn á. Đây ha, vệ sinh luôn. Rồi anh bà con mình kéo ra nè, nó có cái gì ở dưới sàn này cả nhà, ở đây nè, lau luôn nha, dính dưới này nè, dính dưới nền này nè, lau luôn ha, lau không để là nó khô lên là các bạn cạo phê lắm nha cả nhà nha. Đây rồi bây giờ mình lăn sơn đây thì tiếp tục mình ướp liếp mình tiếp cả nhà. Đây là hình thức lăn sơn lót, bên này là nước một. Dạ, đây là lớp 1. Bên này là lớp 1 các bạn. Rồi. Bên này là lớp 2. Đây. Cái này chưa khô, chính khô lên là trắng còn đẹp nữa nha cả nhà. Pha sơn các bạn. Sơn ở đây là hiện tại mình đang dùng sơn nước ha. Mà sơn kinh tế thì ngày hôm nay mình pha keo vào, mình đẩy cho cái layer á sơn cho nó lên chất lượng cao hơn ha các bạn. Thì em sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình. Thì đây trên tay em là Ngô Tô Kiều, hai chai các bạn ha. Rồi em cho vào trong này là hai gói keo ATM, keo ABNL, vẫn keo sữa latex ha. Rồi hai gói này em đang bỏ vô gói, ở đây là tương đương 4 lít nước các bạn nha. Rồi, các bạn cố gắng đổ keo vào cho nó ái nha các bạn. Sơn rất là ok. Các bạn nhớ lấy keo trong bao ra cho hết nha cả nhà. Ngày hôm nay em sẽ pha, em quậy bằng tay ha. Em sẽ dùng tay em quậy hết. Thì những anh em nào không có máy thì cũng vẫn sử dụng được nha cả nhà nha. Đây, cho một tô kiều đấy cả nhà. Cho vào hai chai luôn. Trong cái pha này thì thường thường thì em bỏ máy vô em làm đấy cả nhà. Rồi, trong cái chai keo em hướng dẫn luôn nè. Sau khi các bạn đổ keo ra rồi nha, thì các bạn hãy
các bạn hãy lấy cái nước này múc vô trong này một chai để mình xúc cái chai ra cả nhà. Nói chung thì ngày hôm nay là em làm tất cả là em dùng bằng cái tay em làm luôn cho cả nhà mình dễ, để bị sao dễ về nhà không cần máy móc gì pha làm cũng được hết cả nhà ha. Rửa keo xúc ra, keo dính trong này rất là nhiều cả nhà. Xong dùng tay quậy lên cả nhà, đây em dùng tay quậy lên đây các bạn, đây là keo sữa này. Đó. Có máy thì em quậy, em dùng tay em quậy lên cũng được. Quậy là các bạn quậy lên cho nó đều hết ha. Tại keo này thì nó cũng thân thiện với môi trường thôi, không có gì đâu. Nhưng cũng hơi nồng quá cả nhà nha. Bình thường là em có máy em quậy, nhưng ngày hôm nay em dùng bằng tay luôn để cho cả nhà mình theo dõi. Cho dù anh em ở một vùng quê thì tất nhiên anh em không có máy nha. Và trên kênh em thì gần như là những người thu nhập tầm trung và thấp ha. Còn ít có người có điều kiện. Có điều kiện thì nhiều người người ta hiểu thì người ta cũng làm. Rồi, bữa nay ra một thùng hợp thì bắt đầu em mới đổ dùng sơn cái thùng bên này. Em mới sang qua. Sau khi em pha keo vào thì sơn nó không thay đổi màu nha cả nhà nha. Cái màu sơn nó vẫn giữ nguyên ha. Rồi. Mình sang qua sang lại vậy nè cả nhà. Tại sao em để lên đây là ba cái thùng. Đó. Ba cái thùng ha. Đây là ba cái thùng. Thì em sang vậy nè cả nhà mình ha. Để ý giùm em ha. Rồi em sang qua đây. Dớ cao lên. Gõ nhẹ cái, bỏ xuống cho sơn khỏi đổ ra. Rồi, sơn đổ cái. Đổ ra ngoài cả nhà ơi. Cao quá đổ ra ngoài. Đổ ra tí không sao. Rồi, tiếp tục mình pha cái thùng bên này. Rồi cái này mình sang làm đôi ra ha. Mình sang qua sang lại. Rồi mình lấy tiếp cái thùng bên này qua. Mình sang qua. Mình sang lại. Dạ. Rồi mình lấy cái thùng này các bạn. Mới vừa đây các bạn. Các bạn lại chia đôi ra ha. Bạn canh các bạn chia đâu ra. Rồi các bạn lại sang tiếp. Các bạn làm như vậy thì nó mới đều được hết cả nhà. Là các bạn pha như vậy là xong ha. Các bạn cảm thấy nó hơi đặc nha. Nó hơi đặc mình cảm thấy gì? Trong này nó còn mình vào mình lăn thử rồi. Coi thử có đặc không. Để cho các bạn khẩu bạn cũng được lăn thử rồi. Này là làm thực tế cho anh em xem này. Đó, cái nhà này là làm đang làm thực tế cho anh em xem. Đó. Đó. Mình lăn vậy. Rồi ok. Vừa lăn nha các bạn. Rồi, sau khi pha sơn xong các bạn. Để tiếp tục mình lăn. Đó. Thì cái nhà này thì mình thọc ngay mình lăn các bạn. Sau khi mình thọc tay mình lăn thì bắt đầu mình kẽ ở trên các bạn ha. Đó, lấy cái ghế đi kẽ ở trên là không phải bắt giàn giáo gì hết. Đây là hình ảnh mình đang lăn nước một. Các bạn thấy không? Sơn rất là bóng luôn ha. Đây thấy không? Bạn thấy được độ bóng không? Nếu mà sơn tinh tế các bạn làm nó bóng được vậy không? Đây cho các bạn xem. Sau khi là mình test
mình bo ha, cái tường này ha, cái đường này là rất chi là kỹ nha cả nhà. Đó. Anh em nhớ nha cả nhà nha, mấy cái này là mấy cái phải cần phải kỹ, phải cần thật là kỹ. Chà cái này rồi, anh em đang lăn nước một, sơn đang khô rồi cả nhà. Đó, thấy không, một người thì đi làm như vậy. Cái này đang lên nước 1, đang chờ nó khô. Tiếp tục lăn nước 2 và tiếp tục mình lăn thì mình còn mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm cùng đồng hành với mình ha. Ồ, quá tuyệt vời luôn cả nhà. Nhìn cái lớp sơn sơn lót nó bóng không, bật đèn lên các bạn thấy bóng như mình ở được luôn. Buổi sáng này không biết bật hết đèn lên quay không có đây lớp sơn lót này mức rượt luôn. Dạ xin chào cả nhà, cũng như đây là cái nhà em lăn cái sơn ở bên ngoài gọi là sơn siêu rẻ. Thì ngày hôm nay em hướng dẫn cho cả nhà mình lăn sơn nước ở bên trong, thì em cũng đi vào bên trong để em quay lại cái thành quả của tụi em. Thì như ở đây cả nhà thấy là từ cái tường thô sau khi em lăn hai lớp lót, thì bây giờ em đã lăn hai lớp mao, thì anh chị thấy cũng rất chi là mỹ mãn ha, rất chi là đẹp. Đây cho anh chị xem, cho các bạn xem thì thấy tường cái sơn nhìn cái bóng đèn là thấy bóng ha, thấy nó bóng nha, thấy cái độ bóng nó nổi lên đàng hoàng nha cả nhà. Từ một cái lộ sơn mà kinh tế rẻ tiền, sau khi em cũng đã pha keo đồ vào cả nhà, thì em làm thì nó bóng rất chi là bóng mượt, thấy cái độ bóng nhất định, thì cái độ chắc của mặt cái sơn cũng rất chi là chắc nha cả nhà, lấy móng tay đồ khựi không đi luôn nha cả nhà nha. Đó chứ nếu mà sơn kinh tế thì không thể nào ái được ha, không thể nào được như vậy được ha. Dạ rất chi là bóng lượt. Còn ở đây thì em lăn nước 2 chưa khô rồi cả nhà. Đó, ở đây là hình ảnh em đang lăn nước 2 chưa khô ha. Đó, bên này thì lăn nó cũng còn hơi khô. Thì đây em quay trực tiếp để em hướng dẫn cho anh chị em mình cùng làm với em. Đó. Như ở đây là hình ảnh em đang kẽ ha. Chị em mình thì trong em cũng đã hướng dẫn, thì có nhiều cái clip thì em hướng dẫn cho cả nhà mình tự làm ở nhà, nếu kẻ không được thì dùng băng keo nha, mình dán lên trên đó, băng keo giấy ha, dán lên trên thật cao xong rồi mình quét lên bình thường thôi, thì nói chung nó cũng lẹ lắm ở nhà, nó cũng không có chậm hơn thợ là bao nhiêu đâu. Rồi còn ở đây là cái tường bên ngoài em lăn, thì anh chị em nói là cả nhà mình cũng thấy là như ở đây là cái tường em dùng bằng cái lót, em dùng bằng xi măng đen, thì họ kêu là có lên màu không. Em cũng nói với cả nhà thì thực ra trong cái sơn nước mà cái lậu sơn siêu bóng á, thì nếu chung là mình sơn trên này thì nó vẫn lấp á, nhưng mà cái lậu sơn siêu bóng thì bắt buộc nó cũng phải cần một cái lớp sơn lót nhất định. Nhưng mà sau khi mình đã có cái lớp sơn lót này rồi thì màu đen hay là màu trắng gì thì trong cái sơn nước á, nó cũng phủ màu lên được hết nha cả nhà. Nó khác với những cái dòng sơn như là sơn dầu ha. Thì đó anh chị thấy là ở đây là hình ảnh giống như em đang lăn nước 1. Đây là cái hình ảnh em đang lăn nước 1, thì cả nhà mình thấy là sơn nó cũng đã phủ rất chi cũng là tương đối hết ha cả nhà ha. Chứ nó cũng không đến nỗi nào mà nó
nó không lắp đâu. Thì cái này thì nếu mà mình lăn hai lớp mà mình cảm thấy nó chưa đạt thì có thể là anh chị có thể là lăn ba lớp cho trên cái tường lót đen, lót xi măng đen. Nhưng em cũng khuyến khích cả nhà mình, nếu anh chị em nào đó cùng đam mê chống thấm siêu rẻ, nhất là anh em chủ của những cái người trên kênh em thì ở ngoài Bắc là người ta làm rất là nhiều, thì em khuyên là nên lót xi măng đen nha cả nhà. Vì cái xi măng đen này nó có cái nếu mà làm kết đủ màng á ha, nếu mà làm đủ màng nha là nó sẽ trở thành một cái loại chống thấm ngược được luôn ha cả nhà, rất chi là tốt. Vì khí hậu ở ngoài Bắc á thì nó rất chi là lạnh ha, đó rất chi là lạnh ẩm đó, thì nó dùng cái xi măng đen này mình làm lớp lót thì nó rất là tuyệt vời, đôi khi nó còn ưu việt hơn là một lớp sơn lót xịn nha cả nhà. Thì em cũng chia sẻ qua, em chia sẻ qua đây thì để gửi đến cho những cái anh chị em, những bạn ở trên, bạn hữu trên kênh của em để hiểu hơn về cái tính năng sơn siêu rẻ của bên em. Dạ, vâng. Còn đây là một cái hình ảnh quá chi là đẹp lung linh. Em đang đi từ ở dưới đi lên trên phòng khách đây cả nhà. Đó, thấy quá chi là đẹp. Đây cả nhà để chiêm ngưỡng lại ha. Đó, thấy cái độ bóng ha, chiêm ngưỡng lại cái toàn cảnh cái nhà của em làm. Bên trong cái nhà của em làm và ha, rất chi là sáng. Rồi, ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em trong những cái video tiếp theo ạ.